Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Sergei đăng trên mạng xã hội X, ghi lại các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các nơi trú ẩn, xe quân sự và xe thiết giáp của quân đội Nga trên hướng Avdiivka. Tiếp đến là video cho thấy một xe tăng của Nga đang thực hiện cuộc tấn công vào vị trí của quân đội Ukraine. Chiếc xe bị trúng một đòn pháo kích từ quân đội Ukraine khi đang di chuyển. Sau khi trúng đòn tấn công, thì chiếc xe phát nổ dữ dội. Đây là video tổng hợp các cuộc tấn công của lữ đoàn pháo binh Tivat thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vào các tòa nhà bị quân Nga chiếm làm nơi trú ẩn. Video này quay lại cảnh lữ đoàn thủy quân lục chiến thứ 35 của Ukraine bắn hạ thành công trên trinh sát Super Cam của Nga bằng hệ thống phòng không Stella 10. Yes, lực lượng Ukraine đã phóng 3 tên lửa ATACMS mang đầu đạn phân mảnh, tấn công khu huấn luyện của quân đội Nga ở Kuban, ở vùng Luhansk.
qua bức ảnh có thể thấy khoảng tầm 100 lính Nga đã hứng chịu đợt tấn công của quả tên lửa đầu tiên. Video cho thấy pháo binh Nga đã phá hủy trận địa pháo M777 của Ukraine ở Kurilivka. Video cho thấy, đoàn tàu quân sự của Nga chở số xe tăng T-80 BVM được đại tu từ kho dự trữ ra mặt trận. Video cho thấy, binh sĩ Ukraine trên xuồng cao su và mái chèo đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro, vùng Kherson, bị binh sĩ Nga phục kích bắn chìm chiếc xuồng. Video này quay lại quá trình sơ tán binh sĩ Ukraine bị thương bằng xe thiết giáp M2 Bradley của lữ đoàn cơ giới số 4. Поранені де? Давай, де остальні пацани? Давай. Блядь, апельсин. Сука, блядь. Trước khi rời đi, chiếc xe còn nã thêm vài viên đạn về phía trước vào vị trí của quân Nga. Tiếp đến là video tổng hợp những màn thả lựu đạn tấn công vào các chiến hào của Nga từ drone FPV của lực lượng vũ trang Ukraine.
Tiếp đến là video cho thấy, UAV của Lữ đoàn Cơ giới số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các phương tiện quân sự của Nga. Kết quả, lữ đoàn này đã phá hủy 3 xe thiết giáp BMP, 1 xe tăng T-72, 1 xe BTR và tiêu diệt 8 binh sĩ Nga. Kết thúc bản tin là một số hình ảnh về một lính bắn tỉa Ukraine. Điều khiến một tay bắn tỉa trở nên nguy hiểm không phải là khẩu súng trường, mà chính là sức chịu đựng sắt đá, sự kiên nhẫn và đầu óc lạnh lùng. Một tay súng bắn tỉa có thể nằm bất động trong nhiều giờ, chờ đợi để bắn một phát đạn duy nhất nhằm tiêu diệt mục tiêu.